vào lúc từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 tại nhà thờ Tin Lành Đà Ròn, xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra ngày hội đồng bồi linh dành cho giáo phẩm, chấp sự và tín hữu tại khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng do Ban đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Đến dự có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, là diễn giả cho hội đồng, Mục sư Bùi Phụng và Mục sư Cap Rọp, Ủy viên Tổng Liên hội Mục vụ tỉnh Lâm Đồng, Mục sư Con Sa Ha Hắc, Thư ký Hội đồng Giáo phẩm, Ban đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng và Quý tôi Con Chúa trong khu vực Bắc Lâm Đồng, số lượng tham dự khoảng 3.000 người. Buổi sáng, với chủ đề Hành trình Đức tin, nương trên nền tảng Kinh Thánh Hebrew đoạn 12 câu 2 phần A, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, Mục sư Hội trưởng đã có sứ điệp cho hội đồng. Sau lời tuyên bố khai mạc hội đồng của Mục sư Con Sa Ha Hắc, trưởng ban đại diện tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng bồi linh nhằm mục đích để nuôi mỗi một đời sống của chúng ta là những tôi tớ con cái của Chúa, để trang bị lời Chúa hầu cho mỗi một tôi tớ con cái của Chúa thêm lòng yêu mến Chúa, giữ vững đức tin, đời sống tâm linh được tăng trưởng. Hội đồng bồi linh tỉnh Lâm Đồng năm 2024 với hai chủ đề. Chủ đề buổi sáng đó là Hành trình đức tin, Kinh Thánh Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2. Một lần nữa, nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, Hội đồng Bùi Linh tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Trân trọng kính mời Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Việt Nam bước đến tòa giảng công bố lời Chúa. Kính thưa quý đại tớ Chúa, quý con cái yêu dấu của Chúa có mặt sáng nay. Thật là phước hạnh cho chúng ta vì Chúa vẫn cho chúng ta quá nhiều cơ hội để học biết về Chúa và hầu việc Chúa. Chủ đề của chúng ta là hành trình đức tin. Chủ đề này hết sức là cần thiết để chúng ta suy nghĩ cho những gì đã đi qua và cho những chặng đường sắp tới. Hành trình không phải là một bước đi ngắn ngủi rồi dừng lại, mà hành trình là một chuyến đi dài của cuộc đời. Cho nên bài học của chúng ta về hành trình đức tin khá là cần thiết để chúng ta dừng lại xem xét kéo e sự lệch lạc của chúng ta sẽ không sớm điều chỉnh thì nó càng ngày càng lệch xa và rất là nguy hiểm. Buổi chiều với chủ đề giữ mình trong Chúa, nương trên Kinh Thánh Giu-đê đoạn 1 câu 21, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đợi sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Mục sư Hội trưởng tiếp tục nhấn mạnh, để giữ mình trong Chúa, mỗi đời sống con dân Chúa trước hết cần xem lại tình trạng thuộc linh của bản thân, phải dứt khoát tránh những nguy cơ ảnh hưởng đến đức tin làm ô uế đời sống mình. Với chủ đề là hành trình đức tin, nói đến đức tin, mỗi một cơ đốc nhân chúng ta là những người tin Chúa. Chúng ta cần có đức tin vững chắc ở nơi Chúa, mặc dù ở trong chặng đường trong gai, mặc dù chúng ta đối diện bất cứ điều gì, nhưng chúng ta vẫn có Chúa đi cùng và dẫn dắt chúng ta.
để cuộc hành trình đó chúng ta đi đến đích. Nay con được khích lệ nhiều lời Chúa nhắc nhở con hãy đứng vững ở trong Chúa. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin, lòng yêu mến Chúa càng hơn để con có thể đứng vững ở trong thời kỳ sau đó. Dạ, con được Chúa nhắc nhở nhiều về cái thông điệp buổi sáng, dạ, là cái hành trình đức tin của mình. Về việc mà đã bắt đầu thì mình phải đi ra đến chặng đường cuối. Buổi chiều. Dạ, buổi chiều thì cũng được Chú nhắc về việc mà mình có sự tể trị của Chúa và đồng thời là mình cũng có cái trách nhiệm để gìn giữ cái đức tin của mình ở trong Chúa như thế nào. Vào ngày Bồ Linh diễn ra trong điều kiện thời tiết mưa bão bên ngoài, nhưng bên trong nhà thờ được bao phủ bởi sự bình an của Chúa, cùng với đó là tấm lòng và sự khao khát lời Chúa cho tâm linh mình, bầy chiên đã được thỏa thích no nê bởi lời sự sống của Ngài.